Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline, tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Chân dung doanh nhân Trần Bá Dương, chủ tịch Thaco Trường Hải. Chân dung doanh nhân Trần Bá Dương, kỹ sư vét mỡ bò thành tỷ phú USD. Trần Bá Dương, người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty CP ô tô Trường Hải. Ông là một trong những tỷ phú đô la của Việt Nam với tổng tài sản trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Để hiểu hơn về doanh nhân Bá Dương, cùng Duy Anh Web tìm hiểu qua video sau đây nhé. Doanh nhân Trần Bá Dương, tiểu sử. Doanh nhân Trần Bá Dương sinh ngày 1 tháng 4 năm 1960 tại Huế, nhưng lớn lên ở Đà Lạt. Ông sinh ra trong một gia đình gồm 7 anh chị em. Năm 1982, ông tốt nghiệp ngành kỹ sư cơ khí tại Đại học Bách khoa Hồ Chí Minh. Ông kết hôn với bà Viên Diệu Hoa và có 3 người con gồm Trần Viên Ngọc Trân, Trần Viên Ngọc Oanh, Trần Bá Trường Hải. Ông Dương là người sáng lập kiêm chủ tịch hội đồng quản trị công ty CP ô tô Trường Hải. Ngoài ra, ông còn được biết đến với tư cách là tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư địa ốc Đại Quang Minh. Ông hiện là một trong những tỷ phú đô la của Việt Nam với tổng giá trị tài sản hiện có đạt mức 1,5 tỷ đô la Mỹ. Thành tựu đạt được trong suốt những năm tháng hoạt động kinh doanh, tỷ phú Trần Bá Dương đạt được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ. Một số những thành tích của vị chủ tịch Thaco gồm: Giải thưởng doanh nhân Việt Nam xuất sắc tiêu biểu 5 năm liền 2008 đến 2013. Cờ thi đua xuất sắc của chính phủ năm 2013. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích hoạt động phong trào doanh nhân trẻ Việt Nam từ 2008-2013. Huân chương lao động hạng nhì. Giải bình chọn 50 người đi tiên phong của báo Vietnamnet. Các chức vụ ông Bá Dương đã từng đảm nhiệm từ trước đến nay: 1987 đến 1990, quản đốc xưởng sửa chữa nhà máy Đại Tu ô tô Đồng Nai. 1991 đến 1997, quản đốc xưởng sửa chữa xí nghiệp cơ khí giao thông Đồng Nai. Tháng 4 năm 1997 đến tháng 4 năm 2007, chủ tịch hội đồng thành viên kiêm tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Trường Hải. Từ tháng 4 năm 2007 đến 2013, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty CP ô tô Trường Hải. Từ 2013 đến nay, tổng giám đốc công ty CP địa ốc Đại Quang Minh. Quá trình xây dựng sự nghiệp của ông chủ Thaco, khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng, sinh ra trong gia đình đông anh em, nên tuổi thơ của tỷ phú Trần Bá Dương cũng vất vả, cơ cực vô cùng. Ngay từ khi còn nhỏ, ông đã luôn ao ước có thể cố gắng hết mình để mang lại cho gia đình một cuộc sống đầy đủ, tốt đẹp hơn. Ông đi làm từ sớm để có thể tự mình trang trải cuộc sống. Năm 1983 đến 1987, ông làm kỹ thuật viên xưởng sửa chữa nhà máy Đại Tu ô tô Đồng Nai. Công việc đầu tiên được giao là vét mỡ bò. Sau đó, nhờ sự nỗ lực cố gắng làm việc, tích lũy kiến thức, ông đã cho ra đời dự án chuyển đổi tay lái nghịch và may mắn được Bộ Giao thông Vận tải chấp nhận. Nhờ vậy, ông được công ty giao trọng trách quản lý tổ sửa chữa lưu động, làm khoán. Năm 1997, ông Dương quyết định nghỉ việc tại công ty ô tô Đồng Nai và tự thành lập xưởng sửa chữa ô tô của riêng mình. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0, cầm tay chỉ việc một kèm một hotline, tư vấn khóa học 18006223, website duyanhweb.edu.vn. Cũng trong năm đó, công ty CP ô tô Trường Hải được thành lập. Khi mới bắt đầu thành lập, công ty chủ yếu kinh doanh nhập khẩu xe đã qua sử dụng. Những chiếc xe đã qua sử dụng, sau khi được nhập khẩu về sẽ được tân trang lại rồi mới tung ra thị trường. Bên cạnh đó, công ty Trường Hải còn cung cấp các loại phụ tùng xe cần thiết cho người sử dụng. Năm 2000, ông Dương tiếp mở xưởng lắp ráp xe tải hạng nhẹ mang thương hiệu Kia. Dù sản phẩm chưa có thành phẩm nhưng đã đơn đặt hàng. Sự phát triển thành công của Thaco, Trần Bá Dương chính là người đầu tiên tại Việt Nam sản xuất xe du lịch. Từ dòng xe Kia, Thaco, Kinh Long, ông đã đưa Trường Hải trở thành doanh nghiệp tư nhân đầu tiên với 100% vốn trong nước sản xuất và lắp ráp xe du lịch. Điều này mở ra những cơ hội phát triển lớn cho hãng xe mà ông đang đứng đầu. Ông là một trong những người đã có công rất lớn giúp ngành sản xuất ô tô Việt Nam vươn tầm thế giới. Sự thành lập của Thaco Trường Hải như một dấu mốc trong việc thúc đẩy sự phát triển công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô. Về sản xuất và lắp ráp ô tô, công ty sản xuất tập trung tại Chu Lai, Trường Hải. Đây là cơ sở sản xuất chính của công ty với các nhà máy lắp ráp xe du lịch, xe tải, xe khách, các nhà máy gia công cơ khí, các nhà máy hóa chất. Ở lĩnh vực phân phối, Trường Hải có đầy đủ hệ thống showroom, đại lý trải dài khắp cả nước. Hiện nay, công ty đang phát triển theo mô hình quản lý đầu đủ từ sản xuất,
lắp ráp dịch vụ phụ tùng, sửa chữa cũng như phân phối sản phẩm đến người tiêu dùng. Trong thời gian ngắn, Thaco đã chiếm vị trí đứng đầu trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô về sản lượng xe bán ra tại thị trường trong nước. Bên cạnh việc phát triển tại thị trường trong nước, ô tô Trường Hải chủ động xuất khẩu nhiều sản phẩm xe bus, xe tải, xe du lịch tại khu vực các nước ASEAN và thế giới. Kế hoạch trong năm 2021, Thaco dự kiến sẽ xuất khẩu hơn 1.400 xe các loại với doanh thu gần 30 triệu đô la Mỹ. Rẽ hướng thành công sang bất động sản, đạt được nhiều thành tích trong lĩnh vực sản xuất ô tô. Doanh nhân Trần Bá Dương lại có tham vọng lấn sân sang các lĩnh vực khác mà hiện tại đó là bất động sản. Ông đảm nhận chức vụ Tổng Giám đốc công ty CP Địa ốc Đại Quang Minh, được thành lập năm 2011. Những ngày đầu thành lập, Thaco chiếm 45% vốn của Đại Quang Minh. Quan niệm kinh doanh, cuối năm 2014, Đại Quang Minh đã bỏ ra 8.265 tỷ đồng để đầu tư 4 tuyến đường tại Thủ Thiêm. Cầu Thủ Thiêm 2 theo hình thức BT. Tháng 10 năm 2019, ông Bá Dương thông qua Đại Quang Minh sở hữu 100% vốn tại dự án khu phức hợp Hoàng Anh Myanmar. Đại Quang Minh sẽ chịu trách nhiệm chính đầu tư phát triển giai đoạn 2 của dự án Hoàng Anh Gia Lai Myanmar với tổng vốn đầu tư ước tính hơn 7.400 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào năm 2021. Khối tài của doanh nhân Trần Bá Dương. Theo thông tin cập nhật vào ngày 12 tháng 3 năm 2020, giá trị tài sản của tỷ phú Bá Dương trị giá 1,5 tỷ đô la Mỹ. Ông được tạp chí Forbes xếp hạng 3 trong danh sách những người giàu nhất Việt Nam, đứng sau tỷ phú Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo. Trong bối cảnh tài sản của nhiều doanh nhân bị sụt giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trong năm 2020 thì ông Dương lại không bị tác động nhiều. Ông hiện nắm giữ 8,62% cổ phần công ty Thaco Trường Hải. Bài viết trên, Duy Anh Web đã chia sẻ những thông tin liên quan đến doanh nhân Trần Bá Dương, chủ tịch Thaco Trường Hải. Hy vọng rằng những thông tin trên giúp các bạn biết thêm về vị doanh nhân tài ba này. Hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video hấp dẫn khác của Duy Anh Web nhé! Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.